Ngày 5 tháng 7, Học viện Quân y và Ủy ban Nhân dân xã Vô Chanh đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ là bà Lưu Thị Nhìn đang sinh sống tại xóm Liên Hồng 6. Ngôi nhà cấp 4 với diện tích 80m2 có tổng kinh phí gần 260 triệu đồng, trong đó Học viện Quân y hỗ trợ 80 triệu đồng. Nhân dịp này, Học viện Quân y đã trao 40 suất quà cho đại diện 20 gia đình chính sách và 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023.